Kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc âm đi đèn. Tôi sẽ bóc hộp để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và bản này là bản đặt theo yêu cầu của khách hàng, tức là màu đen. Lần trước tôi giới thiệu với quý vị và các bạn là những bản màu trắng. Thì đặc biệt là anh khách này anh yêu cầu là màu đen. Thì đây về chiếc âm đi Linematic 216IA bản màu đen cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiếc âm đi này được đánh giá khá là cao bởi người chơi, bởi mức giá tầm trung nha. Đây, như đây là một phiếu hướng dẫn sử dụng này, cùng những thông số và xem. Đây, model sản phẩm LM216IA, hai chiếc cầu chì. Các thông số ở đây quý vị các bạn có thể theo dõi. Đó, đây mình sẽ để đây, để riêng ra đây. Một chiếc điều khiển, một chiếc điều khiển cũng là màu đen luôn, LM02 Linematic này, đặc biệt là làm bằng kim loại nhé, bằng nhôm phay rất là chắc chắn, quý vị có thể thấy. Và đây vẫn còn zin luôn, chưa. Ở đây volume phải có 3 nút chỉnh tăng giảm âm lượng này và nút tạm dừng. Đó. Đây, tôi có một chiếc điều khiển của chiếc bảng màu trắng lần trước đã giới thiệu được quý vị và các bạn rồi. Đây, không khác nhau, chỉ khác mỗi màu thôi. Màu trắng là quý vị thấy cái màu nhôm xước của nó sẽ dễ dàng nhận biết hơn, nó đẹp hơn. Đây chiếc điều khiển nhá, điều khiển nó đã quá là cầu kỳ như này rồi. Rồi, mình sẽ mở sản phẩm ra. Xốp này. Đó, quý vị có thể thấy đây, rất là đẹp, rất là nặng, rất đây là cái nguồn. Mình sẽ tháo ra. Dây nguồn này mình sẽ cắm điện để bật test cho quý vị và các bạn. Dây nguồn này dài khoảng 1m8. Rồi, rất là nặng, rất là đẹp, rất là gấu. Phần trước là bản màu trắng, thì đây là bản màu đen. Màu đen này thì nó khá là hầm hố. Không biết quý vị và các bạn nghĩ sao, nhưng mà tôi rất thích cái màu phối màu trầm trầm một chút. Tùy gu, tùy mức sở thích của mỗi người. Đó, đây, mình sẽ cắm dây nguồn phía sau. Ok, cắm dây nguồn này nhá. Cho quý vị và các bạn xem này, cái nước sơn sần này rất là đẹp, cái nước sơn. Ba cục biến thế rất là to bằng nhau luôn. Con này nặng trên 20 cân một chiếc âm đi. Nặng hơn 20 cân tức là rất là nặng rồi đấy. Đây, em quay phía trước cho mọi người cùng theo dõi này. Đây là cái lớp lưới bảo vệ này, lưới bảo vệ bằng kim loại. Đó, cái này mình sẽ nhấc ra được nhá, nhấc này. Đó, nó giống như cái giác cắm bắp chuối ấy. Cái lưới cũng rất là dày dặn, rất là xịn sò. Đây, bốn cái bóng KT88. Đấy, bốn bóng KT88. Và đây, bốn bóng tiền khuếch đại này. Xem là bóng gì nào. Cái này mình có thể nhấc ra được nhá, cho quý vị các bạn xem chi tiết từng bóng một. Bóng này mã là 12BH7AEH, made in Russia, tức là của Nga, 1910. Mình sẽ cắm lại. Bóng rất là xịn, kể cả anh em xem cái lỗ cắm ở đây anh em thấy nó xịn rồi. Đấy, quay cho mọi người xem này. Đây, chân cắm này. Đó, đây, cái bóng này quý vị xem
mình sẽ xem quay chi tiết, thật chi tiết cho quý vị và bạn cùng theo dõi. ECC83S. Đây, hai bóng này là giống nhau, hai bóng này cũng vậy. Đây bộ bóng bóng bong. Đó. Đây là bộ phận là bóng tham gia vào quá trình công suất đây. KT88. Limatic. À, 7 chân đi quý vị các bạn nhé. 7 chân 2467. Mình sẽ cắm lại thật là khéo léo để làm sao đó rồi. Ok rồi, quay trở lại vào đây sẽ bật công tắc đây này, công tắc ở phía sau nhé quý vị các bạn, hãy công tắc ở phía sau này. Đấy, công tắc ở phía sau này bên cạnh này, bật lên. Rồi, một cái đồng hồ kim hiển thị ở đây. Một cái đồng hồ La Mã. Cái này chỉnh chế độ. Rồi, và chúng ta có gì nào? Chúng ta có một nút tăng giảm volume này. Đây. Rất là xịn. Logo được in chìm ở đây. In chìm ở đây. Và modem LM216IA. Và đây có hai chế độ đánh cho quý vị các bạn nhé. Hai chế độ đánh. Chế độ đánh triode. Đối với những dòng nhạc nhẹ cần cái sự chi tiết, sự chính xác thì đánh chế độ này. Thì công suất mỗi một loa là 22W. Còn chế độ ultra layer, tức là cần dòng nhạc mạnh, cần công suất lớn thì chúng ta chuyển sang chế độ này, ultra layer. Chế độ này không phải âm đi nào cũng có thích hợp hai chế độ này đâu nhé. Dòng âm đi cao cấp, âm đi đèn cao cấp thì sẽ có hai chế độ đánh như này. Và đây nút đã chỉnh chế độ này, có cổng vào CD này, line 1, line 2, line 3. Đấy. Tức là có 4 đường cắm tín hiệu vào. Đây phía sau này là 3 cục biến thế. Rất là to. Rất là to, vận lặng. Một cục biến thế hạ nguồn điện và hai cục biến thế xuất âm. Mình sẽ quay phía sau cho quý vị các bạn cùng theo dõi. Đây phía sau. Phía sau đây, cổng CD này, là 1, là 2, là 3 này. Để đường tín hiệu vào này. Và loa. Chiếc âm đi này đánh hỗ trợ đánh 4 ohm và đánh 8 ohm đấy nhá. 4 ohm thì đánh cầu này. 8 ohm thì đánh cầu này. Đó, rắc cũng rất là xịn. Còn rắc mạ vàng. Vị người thấy các cái đầu rắc được mạ vàng, rất là cao cấp. Và hiện nay chiếc âm đi Limatic mà chúng tôi tại EV301 đang bán với giá là trên 20 triệu đồng. Giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn nếu như yêu thích những chiếc âm ly đẳng cấp như thế này với mức giá rất là phù hợp, mức giá tầm trung trên 20 triệu để sở hữu một chiếc âm ly đèn vừa đẹp vừa hay và đẳng cấp như thế này thì khó có một chiếc âm ly nào phân khúc giá như này có thể địch lại được. Tôi dám cam đoan với quý vị và các bạn. Đây là chiếc điều khiển này, để tháo dây zin ra này, quý vị nhìn này, cái volume của quay này đó, tăng giảm volume này. Cái volume này rất là xịn, nó chỉ có ba chức năng là tăng giảm và tạm dừng thôi. Đấy, tạm dừng này, mute, đó, tăng giảm này. Ngay cả cái điều khiển thôi nó cảm thấy cái sự cầu kỳ rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu như quý vị và các bạn thích những chiếc âm ly này, hãy cho mình ý kiến đóng góp ở phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn.